Quạt, quạt, không có đụng vô. Quạt đó. Đấy, vô. Quạt đó. Quạt đó, không có đụng bóng. Quạt mạnh lên. Ê, phụ chị, đúng rồi. Em đây, Chưa, này. Em lo chưa xong, lo cho chị. Ngói lá sầm, hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Chúng ta đang đến với quyền ưu tiên dành cho ca sĩ Bùi Anh Tuấn và diễn viên Nguyệt Ánh. Nếu các bạn chiến thắng được thử thách này, chúng ta sẽ nhận được một cái quyền ưu tiên này. Quyền ưu tiên này dành cho ba đứa nhỏ nãy. Đâu có áp lực gì đâu, đúng không? Có chứ anh. Có không? Có. Có hả? Đâu phải muốn thắng là... Có thì chơi. Vâng. Chơi thì sao? Thì phải thắng. Nhưng mà thắng làm sao? Điều kiện thắng là làm sao? Muốn thắng phải chơi. Đó, đơn giản vậy thôi. Chơi vậy nè. Là bây giờ vừa thổi vừa bơm không biết. 10 cái bong bóng, 20 cái tùy. Nhưng mà sao mình quạt, dùng cái quạt này nè. Quạt xong mà nó vô trong cái gôn rồi xong. Với thời gian là 3 phút. Anh ơi, cho xin tập một tí. Không có tập, chơi không có tập. Không, cái này dùng như nào em biết đâu. Muốn dùng sao dùng. Nè, thử coi Bùi Tuấn bơm bơm. À rồi, ok. Ok. Có áp lực là có gọi là thành công. Dạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Vô, cái lên. Đồng hồ nó chạy. Bơm bự lên. Bự lên nó mới bay nhỏ. Đủ rồi. Nhỏ quá nó không có vô. Nhỏ quá vô nó bay. Khoan. Coi như rồi. Hãy đọc cái này thử coi. Đưa đây. Nè. Ok. Trời ơi, bóng gì bơm gì kỳ vậy? Ê, từ, khỏi. Quạt, không có đụng vô. Quạt. Đấy, vô. Quạt đó. Quạt. Chứ không phải là đũn đấy. Xa ra, quạt. Quạt chứ không phải là đũn. Đúng, quạt đó, không có đụng bóng. Quạt mạnh lên. Ê, phụ chị, đúng rồi. Em đây. Chưa, này. Nó bay đi đâu. Em lo chưa xong, lo cho chị. Chưa buộc. Rồi, thở đi. Gì vậy? Quạt á, ta không có đụng bóng. Quạt á, không đụng bóng. Không đụng bóng nha. Quạt á. Quạt, không có đụng bóng. Quạt. Không. Quạt á. Vô, tiếp. Ủa vậy, quạt nè, em hỏi tiếp đi. Mới có 2 quả à. Quạt á. Trời ơi. Ê. Chơi thiệu. Vô. Đó mới là quạt á. 15 giây nữa. Cái quả cuối cùng lấy quả này. Quả đó không được. Quả này. Nhanh lên. 14 giây. 13 giây. 12 giây trời ơi. Mười trời trời. Ủa chơi vậy là có ăn gian chưa? Không có ăn gian đâu anh, bình thường á. Không có. Chơi vậy có thắng chưa? Thắng. Không ăn gian. Trời ơi. Em quạt nhiều đấy. Đây là quyền ưu tiên. Mình mở ra coi gì đọc lên thôi. Được giảm 10 cây cờ. Chúc mừng. Ngói lá sầm, hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.